À, ok. Xin chào các bác. Hôm nay em vừa nhận được cái tai nghe Code Pro này của Salon Media. Vừa đặt hàng hôm qua. Hôm nay tới nhanh. Cũng đẹp. Này. Giữ lại giấy bảo hành không nhé. Vấn đề gì? Ok. Ok, để đây. Cái tai nghe này. Thấy hộp rồi. Trong hộp hết rồi. Rồi. Này. Thông tin nè. Sáu mươi ohm 101 dB. Đây có mã vạch này. Tí nữa thử kiểm tra cái QR này xem nào. Rồi. Cục này cái logo này nó nổi nổi lên. Rồi. Bắt hộp này. Xem phụ kiện có gì. Đây là cái túi này. Túi này bằng da nhé. Đây, cũng bền đấy. Trong có gì. Rồi, chẳng có gì cả. Rồi, bỏ hàng về. Này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Chả đọc được gì nữa đây. Chả lại rất sử dụng nữa. Rồi bỏ qua. Cái này là sách chữ L này. Có logo code này. Nghe đây, hai bên đều có logo code này. Đó. Rồi. Dây này rất mềm, mềm nhá. Đây, mềm này. Đây nghe này. Hàng rất mới nhé. Mình thì cũng chả biết cái này là như nào nhưng mà thấy chất lượng khá tốt. Đây. Mình đang có một con code cũ đây. Con này thì mượn của một bác Bình mượn lâu rồi.
Đi xem nó có khác nhau gì không. Rồi trả lời nè. Đây con mới của mình nè, con cũ đây. Chả thấy nó khác nhau gì cả. Rồi, tay phải. Con của mình đây, con mượn đây. À, ok, nó cũng chả khác gì cả đâu. Thêm ở trên này nè. Đó, và thêm con mượn này. Nói chung là mình về ngoại hình thì mình thấy là nó y chang như nhau. Rồi. Còn về, giờ để nghe xem là con này mới thì chắc là chất âm nó có thể là chưa bằng cái con cũ này. Con cũ này thì bơn in nhiều rồi, nghe đã hơn. Mình đã nghe con này lâu mấy ngày rồi. Nghe thích, rất thích con này nên mới đặt hàng mua con này. Rồi, thử nghe thế nào. Rồi, nghe tạm bằng cái này vậy. Và là cái V30 đang là V30 đang là quay nên thôi nghe bằng cái này vậy. Tai nghe con mới này. Rồi, nhờ vào đây. Đang nghe cái bài này thì chất âm nó cũng đã rất tốt rồi. Mình nghĩ là không thua kém gì cái tay cũ này đâu. Rồi, cắm lại tay cũ nghe là thế nào. Dù chưa burn in nhưng mà nghe cũng rất là sướng rồi. Cắm lại tay cũ này. Ta nghe cái tai cũ thì nghe có vẻ là cái tai cũ này nghe nó cảm giác nó ngon ngon hơn. Đấy, cảm giác thôi chứ còn cơ bản tai cũng trâu rồi, đã biết là nó có như nào nhưng mà cảm giác là nó tai cũ nó ngon hơn. Lại mới xem nào. Ok. Nghe cũ này, cái mới này nghe thì cũng khá là đã. Cái dây mới này nó mềm hơn dây cũ nhiều. Chắc là cái dây cũ này qua thời gian này nó cứng hơn. Cái dây mới này rất là mềm.
Đây, quên cái chỗ này đây này, nó giống nhau. Đây, còn cũ này, mới này. Có gì khác biệt đấy. Bác nhìn nào. Cái cũ này. Cái lỗ này nó to hơn này. Cái mới nhỏ hơn này. Cái bên này cũng thế. Cũ lỗ to hơn này, cái mới lỗ nhỏ hơn, chắc do thời gian nát là thôi. Đây, cái chân cắm này. Cắm này do cái cũ nên nó bị hỏng rồi. Cũ nó bị hỏng rồi, dẫn đến là phải chế lại. Cho nó chế lại rồi nhưng cũng chả biết được nó như nào đâu. Có cái gì so sánh đâu nhỉ? Nghĩ hàng của Song Long thì chắc là chả phải lăn tăn đâu, cũng cơ bản là em cũng không biết được trên thị trường nó như nào, nhưng cứ đặt mua của những thương hiệu lớn thì nó yên tâm hơn. Nên hai cái trượt, cơ cấu trượt của hai cái cũ này, cái mới đây, cũ đây, mới đây. Ok, tạm thời em thấy hai cái không có gì khác biệt đâu, nghe đều ngon. Cái này bác, này bác không bán, không thì định mua cái này nhưng mà bác không bán, không mình mua cái mới vậy. Ok, cảm ơn các bác.